Xin chào các bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của nước bổ gan Bio trong việc hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ. Vâng, gan nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh phổ biến hiện nay. Gan nhiễm mỡ là tình trạng lượng mỡ trong gan dư thừa quá nhiều gây ảnh hưởng đến chức năng của gan. Ở giai đoạn đầu thì gan nhiễm mỡ thường được xem là bệnh lý lành tính tuy nhiên nếu không được điều trị sớm và hiệu quả thì gan nhiễm mỡ sẽ biến chứng thành một số căn bệnh như là sơ gan và thậm chí là ung thư gan. Gan nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh phổ biến hiện nay. Gan nhiễm mỡ là tình trạng lượng mỡ trong gan dư thừa quá nhiều gây ảnh hưởng đến chức năng của gan. trong giai đoạn đầu thì căn bệnh này thường bị xem nhẹ và không mấy ai quan tâm. chính vì vậy để tình trạng này diễn ra trong thời gian dài sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Việc điều trị bằng các loại thuốc tây kháng sinh cũng như tập luyện thể dục thể thao là điều không thể thiếu. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ điều trị bằng các thực phẩm chức năng cũng là điều quan trọng và nước bổ gan bio là một trong những sản phẩm được lựa chọn. Nước bổ gan bio thì được dùng nhiều trong việc là hỗ trợ các vấn đề về gan, đặc biệt là đối với những anh chị công việc thường xuyên tiếp xúc với bia rượu. Thành phần chính trong sản phẩm này là chiết xuất từ hạt cây Hovenia hay còn gọi là cây nho khô phương đông, được xem là một loại thần dược hỗ trợ điều trị các bệnh về gan và đối với những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ chủ yếu thường là do thói quen ăn uống không lành mạnh cũng như là việc lười vận động và nếu như không được điều trị sớm sẽ dẫn đến các biến chứng về gan như là sơ gan viêm gan hay ung thư gan và nước giải độc gan bio khi đi vào cơ thể thì sẽ làm tăng nồng độ glutathione nội sinh ở chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất trong cơ thể của chúng ta với sản phẩm nước bổ gan Bio đến từ Hàn Quốc này thì các bạn không cần quá lo lắng về chức năng gan của mình cũng như là việc là gan của mình đang bị nhiễm mỡ hay là nhiễm độc bởi tất cả các vấn đề về gan đều sẽ được giải quyết khi bạn sử dụng sản phẩm nước bổ gan Bio đến từ Hàn Quốc. Đây là một trong những sản phẩm hỗ trợ về gan được sử dụng nhiều bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Nếu như bạn đang mắc một trong những vấn đề về gan mà Kiều Anh vừa nói bên trên thì hãy hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh và bên cạnh đó hãy điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao cũng như là việc phải kết hợp với sản phẩm nước bổ gan bio trên đây. Ở ngoài ra thì sản phẩm này khi sử dụng thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm bởi chiết xuất 100% từ thiên nhiên của nó sẽ không gây ảnh hưởng xấu gì đến cơ thể cũng như là việc không gây ra những phản ứng phụ hay tác dụng phụ nào khác cho cơ thể của chúng ta ngoài ra thì trẻ nhỏ có chức năng gan yếu hay người già chức năng gan không được mạnh mẽ thì cũng có thể là sử dụng sản phẩm này bởi sản phẩm này thì hoàn toàn lành tính và như kiểu anh vừa nhắc đến bên trên thì nếu như mắc gan nhiễm mỡ thì các bạn nên sử dụng sản phẩm này bởi thứ nhất nó sẽ giải quyết vấn đề về gan của bạn thứ hai nó sẽ tăng cường sức khỏe để bạn không mắc một số căn bệnh khác trong quá trình đang điều trị bệnh gan của mình và kiều anh tin chắc rằng với những công dụng mà nước bổ gan bio mang lại thì các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng sản phẩm này để hỗ trợ điều trị căn bệnh gan nhiễm mỡ của chúng ta nhanh khỏi hơn cũng như là hỗ trợ tăng cường chức năng gan của chúng ta đúng không ạ và đặc biệt kiều anh khuyên những anh chị thường xuyên phải tiếp xúc với rượu bia hoặc công việc phải tiếp xúc với những chất có cồn nhiều thì nên sử dụng sản phẩm nước bổ gan bio bởi nếu như sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ giúp giải độc gan một cách tốt nhất và nếu như các bạn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm nước bổ gan Bio ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nước bổ gan Bio. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội để có thể là nhận được những tư vấn trực tiếp về sản phẩm nước bổ gan bio. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại!